giao lộ với gần chỗ bán công mà phía sau lưng trường bán công á là sửa xong rồi ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Tình hình là có rất nhiều bình luận yêu cầu mình quay về tuyến đường Ngô Quyền các bạn, và sẵn dịp tuyến đường Ngô Quyền đang sửa chữa bằng cho nên là mình sẽ quay luôn ha. Rồi mời các bạn xem hết cái video để xem coi tuyến đường Ngô Quyền sửa chữa như thế nào nha các bạn. Thì hiện tại mình đang chạy theo cái hướng từ đường Ngô Quyền hướng phía ngoài chạy vô nội ô các bạn. Thì cái tuyến đường Ngô Quyền này thì nó cũng được mở rộng lộ hai bên các bạn, gọi là hai chiều á. Đỏ này phía bên đó là quẹo vô trong cái đường chuyên Phan Ngọc Hiển các bạn. Bạn có thể nhìn rõ ha, đây đường quẹo chuyên Phan Ngọc Hiển á. Ở giữa thì con lươn người ta trồng những cây khá là mát các bạn. Và những cái vàng bông ha. Nói chung là cái con đường này nó cũng khá là khang trang các bạn. Nhưng mà hiện tại thì cái đoạn ở đằng trước sắp tới đó bạn là có thời điểm nước ngập, là nó bị ngập lắm, có nghĩa là cái tuyến đường này nó hơi thấp đó bạn. Cho nên là hiện tại người ta đang nâng cấp nó lên đó bạn. Đường qua nhỏ này có rất nhiều xe lớn nó chạy xuống phía dưới này. Ở gần chỗ này nó có những cái mình dừng lại quay lướt cho mình coi một số cây kiển rất là đẹp ở đây nè. Bạn nhìn những cái chậu kiển này nó làm rất là đẹp luôn á. Cái này mình thấy nó nhiều ở trên những cái làng hoa xa mét đó bạn. Các bạn nhìn cái chậu kiển rất là đẹp, quá trời công phu luôn. Quá trời đẹp luôn. Đường này là nó có khá nhiều cái ngã tư các bạn, khá nhiều cái ngã tư ha. Đây là một trong những ngã tư nè, nhưng mà ở đây thì người ta cho mình chạy thẳng cái đèn đỏ các bạn. Và ngã tư này phía bên đó là nó quẹo vô bên cái khu dân cư Minh Thắng rồi đó các bạn. Trên tuyến đường này thì nó cũng có rất là nhiều cái công ty bán đồ gỗ rồi các bạn, cửa hàng đồ xí nghiệp rồi, nói chung là đều xây dựng đồ rất là nhiều các bạn. Và đặc biệt là trên tuyến đường này là nó có rất là nhiều cái quán lẩu dê đồ các bạn, cho nên là buổi tối ở đây thì người ta tập trung rất là đông, những cái quán lẩu dê rồi nó mở đó các bạn. Và ở đây nó còn một cái công trình nữa, đó là cái cơ quan phòng cháy chữa cháy các bạn. Ngày xưa nó ở phòng 2 á, bây giờ nó dời xuống dưới này luôn các bạn. Phòng cháy chữa cháy á. Ngày xưa thì nó gần ở chỗ trường tàu cũ các bạn. Bây giờ nó dời xuống dưới này. Nó có rất là nhiều cái quán lẩu dê các bạn. Thời điểm trước cái nghị định 100 các bạn, những cái quán nó bán rất là đắt, mà sau này thì người dân người ta cũng hạn chế nhậu
các bạn, và thứ hai nữa là do dịch bệnh các bạn, nên là cũng khá là vắng. Ở đây nó có một cái đường lộ định mở qua bên cái khu cái lộ này chuẩn bị mở qua bên cái khu đô thị cao cấp Vincom đó các bạn. Đây nè, đó, mở rộng qua bên phía Vincom đó, xa bên kia là khu dân cư Minh Thắng rồi đó các bạn. Thì nãy mình có đề cập đến cái tuyến đường này nó đang sửa các bạn, chạy xích lại này thì bạn sẽ tới cái đoạn nó sửa các bạn. Nó nâng cấp lên các bạn, lý do là nó thấp quá các bạn, tại vì năm rồi mà cái thời điểm mà nước dâng ở Cà Mau các bạn, là cái tuyến đường này nó ngập mênh mông luôn á, nên là hiện tại là được nâng cấp lên các bạn. Và ở tuyến đường này nó có một cái khu tưởng niệm của Bác Hồ nữa các bạn. Để mình sẽ dừng lại đây quay cho bạn coi nha. Đây là khu tưởng niệm của Bác Hồ nữa các bạn. Ở phía bên trong đó. Ngày xưa thì nó là xí nghiệp dược mà. Còn công viên văn hóa đó. Giờ nó đổi thành là cái khu tưởng niệm Bác Hồ các bạn, nghĩa là sửa sang lại rất nhiều rồi. Và ở phía trong đó thì nó có một cái sân chim ở Cà Mau các bạn. Và đây là cái tuyến đường nó đang sửa, nó nâng lên được bên nè các bạn. Bạn thấy bên đây là cái lộ mới nè. Còn phía bên kia là nó đang làm các bạn. Phía bên kia là đang làm các bạn, làm được bên này, nâng lên mình thấy là khá là cao luôn các bạn, cỡ 4-5 tấc á, lộ này nè, nâng lên khá là cao. Mình nhắc lại ha, nãy giờ các bạn đang xem là trên tuyến đường Ngô Quyền nha các bạn, ở Cà Mau ha. Thì cái lộ này nó đang sửa rất là tấp nập các bạn. Làm được một đoạn ở phía bên đây nè. Khá là mau các bạn, tại vì nó chỉ nâng cái mặt lộ lên thôi các bạn, lỗ đá hai ba lốp gì đó người ta cán ra người ta nâng lên thôi, không có làm gì nhiều cho nên là nó cũng khá là tiện lợi và mau. Bạn thấy là những cái chiếc xe lu nó đang cán nò nữa rồi, cán đá cho nó ấy xuống rồi cho nó đào đổ lớp nhựa mà. Các bạn nhìn cái mặt đường mà so với cái lộ cũ nè, cao lên rất là nhiều nè, cỡ 4-5 tấc các bạn. Cho nên là nhà ở xung quanh thì người ta phải nâng lên hết các bạn. Rồi hôm nay thì mình chỉ quay đơn giản cho bạn về một cái tuyến đường ở Cà Mau bạn, đó là đường Ngô Quyền ha. Và quá trình sửa sang nâng cấp đường cũng đang diễn ra ha. Cập nhật cái tình hình cho các bạn ha. Rồi hy vọng các bạn thấy cái video mình ý nghĩa, bấm like bấm đăng ký ha. Nếu bạn có yêu cầu quay về một địa điểm nào ở Cà Mau thì bạn ghi bình luận dưới ha. Đến đây thì mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye bye.